À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Đây là một bộ phim mà hào quang nhân vật chính mạnh hơn tất thảy những nhân vật chính mà bạn từng xem, với bối cảnh hậu tận thế quen thuộc, cùng tuyến nhân vật cũng chẳng mấy khác lạ so với giờ Hunger Game hay series dị biệt. Một đám cô cậu tuổi teen bị ném vào một vùng đất nhân tạo, buộc phải tìm cách sinh tồn và đối phó với những thảm họa được tạo ra bởi những kẻ lạ mặt có chức có quyền và có tiền. Để làm gì thì xem tiếp rồi biết. Hãy cùng đến với phần đầu tiên của giải mã meta. Chiếc thang máy hư đốn đang đi lên một cách thô bạo, bên trong là nam chính đang hoảng loạn, ánh sáng chói lóa, thang máy mở ra. Ô loài người, đây là đâu? Đám trai làng này là ai? Nam chính bắt đầu chạy kiểu sợ vãi lìn và nhận ra mình đang mắc kẹt giữa bốn bức tường khổng lồ. Anh bắt đầu quay cuồng, rồi bùm, nam chính bị nhốt vào một nhà tù, hờ hững hơn cả dây áo lót của Ngọc Trinh. Mẹ chuồng này, nhốt chó còn chạy, lõi gì người. Thế nhưng nam chính không chạy. Một anh da đen tên là Albi bước tới. Ra ngoài và enjoy cái moment này nào. Thế nhốt bố mày ăn à? Anyway, Albi dẫn nam chính đi dạo vòng quanh. Lý do tôi gọi là nam chính vì tất cả những người vào đây đều mất trí nhớ trong vài ngày đầu. Nếu tôi không nhầm thì quay tay quá nhiều cũng có thể gây suy giảm trí nhớ. Thế thì đây chính là địa ngục của mấy ông vi phạm No Nut November hay gì nữa. Theo lời của Albi, mỗi tháng sẽ có một người mới được đưa tới, kèm theo đó là nhu yếu phẩm cho mọi người. Nam chính nghe kiểu rời đéo quan tâm. Thay vào đó, anh tò mò về những thứ đằng sau những bức tường kia. Hóa ra bao quanh nơi này chính là một mê cung phức tạp, được xây dựng dựa trên khuôn mẫu của phố cổ Hà Nội. Trong 3 năm tại đây, 7 người đã cố tìm cách trốn thoát, nhưng như bố tôi ngày Tết, 7 người bế tắc vãi. Không phải vì họ ngu, mà vì mê cung luôn thay đổi vào mỗi đêm. Tuy vậy, mỗi sáng vẫn sẽ có hai thanh niên tầm đạo sinh có nhiệm vụ đi vào mê cung và vẽ lại bản đồ hòng tìm ra quy luật. Không những vậy, họ còn buộc phải trở về trước khi trời tối nếu không muốn bị nhốt lại trong mê cung. Và theo như lời kể của Neil, một thanh niên cộm cán của 7 người thì chưa ai trụ được quá một đêm trong đó cả. Nói thật này bro, chỉ có mấy thằng ngu mới đi vào mê cung thôi. Thế là nam chính quyết định làm con mẹ nó thằng ngu. May là được thanh niên mặt quạo tên là Gali này cản lại. Tối hôm ấy, hơn 30 thanh niên trai tráng đang ở độ tuổi sung mãn nhất cuộc đời, thay vì ngồi xù cà chéo cho nhau thì lại bày trò solo 1-1, thắng làm vua, thua thì sứt đầu mẻ chán. Nam chính được xếp kèo với thanh niên mặt quạo, kết quả là anh bị vật ngã đập đầu xuống đất. Hồi phục trí nhớ thì ra nam chính tên là Thơm Mát. Chưa kịp sắp xếp lại các mảnh ký ức thì Thom lại phải đối mặt với những kiến thức kỳ quái mới buộc anh phải ghi nhớ. Albi kể về con quái vật trong mê cung tên là Griever. Chúng xuất hiện vào ban đêm và giết tất cả những ai còn kẹt lại trong đó. Góc nhặt xạ, nếu chưa từng có ai sống sót qua một đêm trong mê cung thì ai là người kể về con quái vật cho mọi người nghe? Anyway, sáng hôm sau, trong lúc đang vào rừng kiếm phân bón, Thơm Mát bị Ben, một thanh niên tầm đạo sinh tấn công. Anh này luôn miệng chửi rủa Thom là kẻ giật dây mọi chuyện. What the fuck bro, tôi mới đến đây mà. Quá sợ hãi, Thom chạy như chó đuổi về chỗ mọi người. Bong, Ben ăn một gậy của lão Tôn ngã lăn ra đất. Thế là Thơm Mát được mọi người cứu, đồng thời tất cả nhận ra Ben đã bị con quái vật chích cho một phát. Tuy không sưng bụng nhưng đã để lại di chứng. Đúng mấy ông tên Ben đèn vờ lờ. Và thế là anh dài số nhọn này bị trục xuất vào trong mê cung để tránh gây nguy hiểm cho những người còn lại. Thom thấy cũng tội nhưng thôi kệ chứ biết sao. Đêm hôm ấy, Thơm Mát bắt đầu có những giấc mơ lạ về một người con gái và một tổ chức nào đó tên là Wicked. Cơ mà chuyện này hãy để lúc khác. Vì sáng sớm hôm đó, Albi thay Ben chạy vào mê cung để tìm hiểu về hành tung kỳ lạ của con quái vật. Thế nhưng hôm ấy là một ngày tệ vờ lờ. Trời mưa to tầm tã, mãi không thấy hai anh em trở về. Phải chăng do Chi Pu không đưa cho Albi chiếc ô nên anh phải trú mưa ở trong mê cung? Cái đó không một ai biết. Chỉ có một điều chắc chắn là cánh cửa của mê cung đang dần khép lại. Ngay khi cánh cửa chỉ còn hẹp bằng cái bao quỷ đầu, hai người mới bắt đầu lộ diện. Với kinh nghiệm 10 điểm tổng 3 môn khối A của tôi thì với cái tốc độ đóng cửa này, cả hai phải phóng xe máy mới về kịp. Có vẻ Thô Mát cũng biết điều này nên đánh liều lao còn mẹ nó vào mê cung. Hay lắm thằng ngu, giờ ta lại phải lo cho mày nữa. Nhưng không, Thô Mát chứng minh mình là nhân vật chính, làm cái gì cũng đúng cả. Anh năn nỉ Minho cùng hợp sức đưa tạm Albi lên một nơi an toàn, chờ trời sáng rồi quay về. Thế nhưng đúng vào lúc sổ số bắt đầu quay thì con quái vật xuất hiện. Vừa lơ lại quái vật nhiều chân à? Chắc là trùng ý tưởng. Minho thì sợ quá nên đã trốn từ trước, để lại một mình thằng em bị quái vật nó dí. Nhưng như tôi đã nói từ đầu, phim này buff nam chính quá đà thì thôi rồi. Không những không bị quái vật ăn thịt mà Thom còn giết được River bằng cách dụ nó vào một cánh cửa đang bị đóng lại. Wow, Thơm Mát mới ở đây 3 ngày mà đã làm được điều mà hơn 30 thanh niên ở đây đéo thể nào làm được trong 3 năm. Thom phá vỡ lời nguyền, không ai sống sót được quá một đêm trong mê cung. Chắc nam chính giữ clip sách của đạo diễn nên buff lộ vờ lờ. Tuy nhiên đó không phải là điều điên rồ nhất. Mới chỉ 3 ngày sau khi Thơm Mát được đưa tới, một cô gái đột ngột xuất hiện trong thang máy. Trên tay là một mẩu giấy có ghi cô ta là người cuối cùng. Càng kỳ lạ hơn nữa, khi chị này biết cả Thơm Mát, cả nhóm quay ra nhìn Thom kiểu tại sao lúc đéo nào cũng là mày thế nhỉ? Trong lúc bà chị này bất tỉnh, Thơm Mát rủ Minho cùng vài ông nhân vật phụ mơ nhạt
chạy vào mê cung để khám nghiệm tử thi cho con quái vật. Cả nhóm tìm thấy một cục pin con thỏ cỡ đại, có ghi số 7 và logo của tổ chức tên là Wicked. Trở về lều trại, Thermat ngỡ tưởng mình sẽ được khen thưởng vì vừa giết được con quái vật, vừa tìm được tổ chức đứng sau mọi việc, thì anh lại bị thanh niên mặt quạo quỳ tội là phá vỡ luật lệ, tự ý đi vào mê cung khi Deck phải tầm đạo sinh và làm hỏng mối quan hệ yên ổn giữa loài người và quái vật. Ừ, nói cũng đúng, yên ổn vừa lơ mà, mới chỉ có chục thằng chết vì quái vật thôi, đáng mà nhiều đâu, vẫn sống khỏe re. Cuối cùng thì Thermat bị phạt một đêm quay tay trong cũi chó, nhưng bù lại anh được chính thức phong làm tầm đạo sinh để có thể ra vào mê cung bất cứ lúc nào. Gali dỗi hờn như một đứa con gái mới lớn rồi bỏ ra ngoài. Sau đó Minho dẫn Thermat tới lều của những tầm đạo sinh để xem mô hình đầy đủ của mê cung. Hóa ra những người dò đường đã sớm biết quy luật của nơi này, chỉ là chưa tìm được lối ra mà thôi. Tuy nhiên với manh mối trên cục pin con thỏ mới tìm được, Minho tin nó có thể dẫn tới một con đường bí mật khác mà chưa ai từng biết. Trở lại với cô gái lạ mặt, sau khi tỉnh dậy, chị này trèo tót lên chòi canh để tránh xa những thanh niên lạ mặt. Thực ra cũng hợp lý thôi, một mình thân nữ nhi sống giữa một bầy hóc môn nam đang tuổi ăn tuổi lớn thì lại chả bê lên mà chạy. Thermat là người duy nhất chị này nói chuyện cùng. Hóa ra nữ nhân đây bí danh là Teresa. Sau một hồi check profile Tinder của nhau, cả hai đều nhận ra người kia từng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tại sao lại như vậy? Mối quan hệ của hai người này là gì? Tôi biết nhưng mà tôi đéo nói à. Sau đó Teresa bảo, tao có hai lọ thuốc giải độc này. Đủ mà, sao không nói sớm? Thermat đem thuốc tới tiêm cho Albi đang thoi thóp. Albi cảm ơn bằng cách túm cổ áo kẻ vừa cứu mình và liên tục chửi rủa. Thermat kiểu what the fuck, sao anh chửi tao? Anyway, sáng hôm sau, Thermat cùng Minho đem cục pin con thỏ vào mê cung xem như nào. Tới giữa mê cung, lõi năng lượng đột nhiên phát ra tiếng cười của thầy ba. Đi theo tín hiệu, hai ông nhõi tìm được một nơi mà chưa tầm đạo sinh nào từng đặt chân tới. Một loạt những cánh cổng bí ẩn mở ra, đang định đi sâu vào bên trong thì bất chợt chuông báo động vang lên. Các cánh cửa như được lập trình sẵn để đóng lại và nhốt những kẻ xâm nhập vào bên trong. Cả hai cắm đầu chạy, luồn lách các thứ, chui giúp các thứ và rồi may mắn thoát chết. À không, sao lại may mắn, chết thế đéo được. Thermat vừa về thì Albi cũng tỉnh, có vẻ như việc bị nhiễm độc đã giúp anh nhớ ra mọi thứ. Albi bắt đầu làm nhảm cái gì đó liên quan tới nguồn gốc của Thermat, nói toẹt con mẹ ra đi xem nào, úp úp mở mở. Chưa kịp nghe Albi nói hết thì một chuyện hy hữu đã xảy ra. Cánh cổng mê cung không hề đóng lại như mọi ngày, thậm chí còn mở ra từ bốn phía. Ngay lập tức đám Griever xô vào, cả đội trốn vào cánh đồng ngô với bó đúc trên tay. Ồ, thật là một ý tưởng tuyệt vời. Thiên tài lẩn trốn, bá chủ núp lùm, hai on boss. Thế này thì làm sao quái vật nhìn thấy được? Và thế là cả bọn bị dí như chó. Teresa nhớ ra trong Game of Thrones người ta dùng lửa để giết quái vật. Đúng như dự đoán, Griever bị dị ứng với lửa chùa, cảm thấy chạy hết nổi. Cả đội nảy ra một ý tưởng ngu học hơn cả bụi ngô, đấy là trốn trong căn lều tranh mái lá. Thế là con quái vật đỡ phải đi lùa, vì tất cả đều tụ hết ở một chỗ rồi còn đâu. Trong lúc chống trả, Albi đã kịp chặt đứt ngòi nọc độc của một con Griever. Tuy nhiên anh cũng phải bỏ mạng ngay sau đó. Gali mặt quạo đổ lỗi cho Thermat rằng anh chính là người của tổ chức được cài vào để phá hủy cuộc sống của mọi người. Thermat không chấp nhận bị vu oan, anh quyết định chứng minh bằng cách tự tiêm độc vào người mình để nhớ ra mọi chuyện. Đúng như dự đoán của Gali, Thermat cùng Teresa thực chất là những nhà khoa học làm việc cho tổ chức Wicked, đã theo dõi bầy người suốt 3 năm. Toàn bộ nơi này là một cuộc thử nghiệm đã được sắp xếp từ khi tất cả còn bé. Nói một cách khó hiểu hơn thì toàn bộ bầy người đều là vật thí nghiệm cho một nghiên cứu cao cả gì đó mà Thermat mãi đéo nói tên để câu giờ cho phim thêm phần bí ẩn. Đỉnh mẹ phim. Cùng lúc, Gali mặt quạo chính thức lên nắm quyền kiểm soát bầy người sau khi Albi chết và ra quyết định trục xuất Thermat cùng tất cả những ai theo phe anh. Nhưng bất ngờ chưa thằng lộn, một cuộc đảo chính diễn ra vì Thermat mới là nhân vật chính thằng ngu ạ. Mặc kệ Gali và những người không cùng lý tưởng ở lại, Tom dẫn mọi người tới con đường bí mật và chạm trán với đám Griever. Đây rồi, đây là cơ hội để đoàn làm phim giảm bớt chi phí bằng cách cho mấy thằng nhân vật phụ chết hết, đỡ phải trả thêm tiền. Mở khóa căn hầm, cả nhóm nhanh chóng tới được trung tâm điều khiển và tới được trụ sở chính của tổ chức Wicked. Tuy nhiên có vẻ như nơi này đã bị tấn công không lâu trước đó. Toàn bộ nhân viên đã chết và chỉ còn sót lại duy nhất một đoạn băng ghi hình. Người trong clip tự xưng là tiến sĩ Ava, người khởi xướng ra thí nghiệm này. Bà ta nói rằng trái đất thực ra đã trên bờ diệt vong, hàng tỷ người mất mạng vì lửa chùa của mặt trời. Không những vậy, cơn bão mặt trời ấy còn để lại một đại dịch khác có tên là nhật trùng, hay còn gọi là hỏa khuẩn, một loại virus chết người chuyên tấn công vào não, khiến vật chủ mất kiểm soát rồi chết từ từ. Thứ độc mà đám quái vật chích vào Ben hay Albi ở đầu phim chính là hỏa khuẩn. Trải qua một thời gian dài không có thuốc chữa, một thế hệ loài người mới được sinh ra và sở hữu bộ kháng thể cực mạnh. Chính vì vậy, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm đối với lớp trẻ này để tìm ra phương thuốc cứu lấy nhân loại. Tóm cái quần lại, bà Eva cho rằng những cô cậu này vô cùng quan trọng với loài người. Hay lắm bà tiến sĩ, tương lai cả nhân loại đặt vào một đám thanh thiếu niên, vậy mà lại nỡ ném họ vào một môi trường nguy hiểm nơi họ có thể bị giết bất cứ lúc nào bởi mấy con quái vật gớm vờ lờ do loài người tạo ra. What the fuck logic phim.
Anyway, nói xong thì bà tiến sĩ cũng rút súng ra tự sát vì phòng nghiên cứu đang bị tấn công dữ dội bởi một thế lực nào đó. Cả nhóm đang ngơ ngác, không biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên Gali xuất hiện. Hóa ra ông nhõi cũng sợ chết nên đi theo mọi người. Cơ mà đen đủi thế nào lại bị dính hỏa khuẩn và trở nên hùng hãn lạ thường. Tao có súng á. Và phập bùm, hai tiếng động cùng lúc vang lên. Phập là tiếng Minho phi giáo vào ngực Gali, còn bùm là tiếng súng của Gali. Nhắm vào Thom nhưng ông em chã này lại lao ra đỡ. Âu cũng tại cậu là nhân vật phụ, không thì cũng chẳng chết đâu. Và thế là hai người. Tất cả mọi người khóc. Đúng lúc này một đội quân bước vào, giải cứu cả nhóm thoát khỏi mê cung. Đám người này là ai? Tốt hay xấu? Câu trả lời sẽ được tiết lộ trong đoạn plot twist xoắn đít ở cuối phim. Bà Eva này hóa ra chỉ giả vờ chết. Mê cung chỉ là giai đoạn 1 của thí nghiệm. Và hiện tại, Thomas cùng những người khác đang được vận chuyển tới giai đoạn 2 mà không hề hay biết. Và đó cũng chính là nội dung của phần 2, sẽ lên sóng vào ngày mai trên kênh The Reviewer. Nhớ nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Còn bây giờ tôi là Quản Quại. Tiếp nối những bối rối của phần 1, hãy đột ngột đến với những chơi với của phần 2 để xem số phận của những liền anh liền chị này sẽ đi đâu về đâu. Nhưng trước hết, hãy điểm qua nội dung chính của phần trước. Thomas, nhân vật chính của chuỗi phim, là nhân viên của Wicked, tổ chức đã tạo ra một dự án đem giới trẻ ra làm vật thí nghiệm để điều chế phương thuốc, ngăn chặn sự lây lan của đại dịch hỏa khuẩn. Tuy nhiên, mê cung ở phần 1 chỉ là giai đoạn đầu của dự án. Thomas cùng các bạn đang bị điều chuyển từ giai đoạn 2 mà không hề hay biết liệu Thomas và mọi người sẽ phải đối mặt với những thử thách gì tiếp theo. Hãy tới ngay với những diễn biến của phần 2. Mở đầu phim, mẹ Thomas nước mắt ngắn dài chào anh cho tổ chức Wicked vì ở đây Thomas sẽ được an toàn khỏi dịch bệnh. Đó là lý do vì sao Thom lại làm việc cho tổ chức này. Trở lại với hiện tại, nhóm của Thomas này chỉ còn 6 người là Thomas, Terry Sale, Minho, Newton, nhân vật phụ 1 và nhân vật phụ 2. Tất cả được đưa tới một trung tâm được điều hành bởi Peter Billish, aka Little Finger. Tại đây, cả nhóm được tắm rửa, khám sức khỏe tổng quát và chạy. Vừa lơ chạy chưa đủ à bro? Thom được đích thân Little Finger hỏi thăm. Lão già đảm bảo rằng tất cả đang ở một nơi an toàn, không dính líu gì tới Wicked. Sau những gì đã trải qua, Thom cũng chỉ dám tạm tin. Đến giờ ăn, tất cả mới ngớ người già rằng họ không phải là những vật thí nghiệm duy nhất có cả trăm mê cung như vậy. Cá biệt có cả mê cung 99% là con gái, và thằng nhóc tên Aris này là thằng con trai duy nhất trong đó, chắc là có ba bích rồi. Xong xuôi màn chào hỏi, đột nhiên Billis bước vào và bắt đầu gọi tên. Theo lời của mấy ông bạn mới quen thì những người bị gọi tên sẽ được sắp xếp cho một cuộc sống mới. Tuy nhiên mỗi ngày chỉ có tối đa 10 người được chọn. Đúng lúc này Thomas trông thấy Teresa đi qua, nhìn giống như đang bị áp giải đi đâu đó. Anh toan đuổi theo nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Mấy anh hơi to nên Thom cũng không dám làm căng. Sau đó cả nhóm được xếp vào một căn phòng tử tế. Dù chưa biết tổ chức này ra sao, nhưng thả ở đây còn hơn là mắc võng trong rừng. Trong căn phòng có đầy đủ giường tủ và đúng vào cái giờ mọi người thường ngủ, một tiếng động lạ bất ngờ vang lên đánh thức Thom. Thì ra là thằng nhóc số hưởng. Aris bảo Thom đi theo mình xem cái này hay cực. Thom cứ tưởng được xem gái tắm, nhưng không. Có một sự thật khủng khiếp đang diễn ra hàng ngày tại nơi này. Cứ mỗi 9 giờ tối, hàng loạt thi thể không biết còn sống hay đã chết được đưa vào trong một căn phòng bí mật và không bao giờ trở ra. Aris nghi ngờ tổ chức này đang giấu giếm một âm mưu độc ác nào đó, nên đã bàn kế với Thom để hôm sau sẽ đột nhập. Trưa ngày kế tiếp, trong giờ ăn, Billis vẫn gọi tên như thường lệ. Thom tranh thủ thời cơ, gây lộn với đám bảo vệ và khéo léo ăn cắp chiếc thẻ an ninh, rồi bắt đầu kế hoạch vén rèm bí mật của tổ chức mờ ám này. Thom cùng Aris đột nhập được vào căn phòng bí mật, rồi bàng hoàng phát hiện ra một loạt những thi thể bị hưng cao nhét vào bao xác. Thực ra đó chính là những người từng bị gọi tên, chả có tương lai tươi sáng nào ở đây cả. Tất cả đều biến thành nguyên liệu cho quá trình điều chế thuốc. Không những vậy, Thom và Aris còn nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Billis và tiến sĩ Eva. Thomas bây giờ mới chột dạ, hóa ra đây cũng chỉ là cơ sở hai của Wicked. Và hơn hết, chúng đang âm mưu đẩy nhanh tiến độ điều chế thuốc lên gấp 10 lần. Quá sợ hãi, Thomas chạy về phòng. Anh em, xách ba lô lên và đi. Mọi người kiểu, thằng này nói cái đéo ấy nhỉ. Nhưng vẫn nghe theo lời in-game leader. Khi Billis tới nơi, căn phòng trống trơn không một bóng người. Tức tối, Billis lập bức an ninh cao nhất, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nhưng mấy anh lính gác có vẻ hơi ngu. Tay cầm súng vẫn để bọn trẻ con tay không nó cướp. Cầm trên tay hàng nóng, Thom và các bạn tự tin hẳn, xông thẳng vào phòng khám, cứu Teresa đang nằm bất tỉnh trên giường, rồi cùng nhau chạy. Vừa tới lối thoát thì cả nhóm bị Billis đuổi kịp. Ơ kìa, bắn đê mấy anh nhiều súng thế cơ mà, sợ một thằng nhóc cầm súng điện à? Bắn đê thế nào, đéo một ai bắn. Thom thoải mái xả đạn rồi chạy thoát trong gang tấc. Non, thế chạy thoát được rồi, vấn đề là giờ đi đâu? Aris nghe nói quân kháng chiến The Right Arm đang đóng quân ở một ngọn núi gần đây thì đành phải đi thôi chứ còn nơi nào nữa đâu. Tuy nhiên trên đường đi, cả nhóm gặp phải vô vàn trắc trở. Đầu tiên là đám người hỏa thi, gọi là hỏa thi cho hay thôi chứ chả khác gì zombie Shopee Lazada cả. Thế nhưng chúng vẫn kịp lấy bệnh cho nhân vật phụ 2, để rồi do không có thuốc chữa nên anh đã phải tự kết liễu cuộc đời mình trước khi căn bệnh ảnh hưởng tới các bạn và ngân sách của đoàn làm phim. Cả nhóm lại tiếp tục cuộc hành trình tới với tự do. Tuy nhiên Teresa bất ngờ bày tỏ mong muốn được trở lại làm vật thí nghiệm vì cô nghĩ đó là
là điều tốt cho nhân loại. Tất nhiên là Thermas không đồng ý, nên vẫn quyết định hành quân tiếp. Cứ thế ngày qua ngày, cả nhóm phải cuốc bộ qua những hoang mạc khô nóng, nước uống dần cạn kiệt. Nơi dừng chân là màn trời chiếu đất. Đi được một đoạn xa, cuối cùng Thermas cũng thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Tuy nhiên đây không phải là trụ sở của quân kháng chiến, mà là hang ổ của một người đàn ông tên Jorge và chị tóc ngắn tên Brenda. Biết cả nhóm vừa trốn khỏi Wicked, ông nhận ra đây là những đứa trẻ vô cùng giá trị, nên đã sắp xếp cho cả nhóm một chỗ ngủ vô cùng thoải mái. Đó là trèo ngược lên trần. Các bạn nghĩ ông này là phản diện á? Không, lão này chỉ đang muốn đi ké tới doanh trại của quân kháng chiến. Tuy nhiên đúng lúc này, hang ổ bất ngờ bị Littlefinger bao vây. Lo sợ sẽ mất cơ hội đến với quân kháng chiến, chị tóc ngắn tức tốc tới cứu cả nhóm trước khi lão Jorge này cho nổ tung tòa nhà. Cuộc tẩu thoát đang trơn tru như hàng phòng thủ MU thì tự nhiên chị tóc ngắn quên đầu, Thermas cũng bao đồng chạy theo xem như nào. Kết quả là cả hai bị tụt lại, buộc phải tìm đường trốn khác để rồi bị lũ hỏa thi tấn công. Trong lúc chạy trốn, Brenda còn đè đùi bị chúng cắn vào chân. Kinh dịch hội phán quẻ này khó mà qua khỏi. Tranh thủ lúc vết thương chưa phát tán, Brenda dẫn Tom tới chỗ của một lão nhà giàu tên Marcus để đoàn tụ với nhóm bạn. Cơ mà chưa thấy bạn đâu thì cả hai bị Marcus lừa uống nước dầu mã pha với ketamin. Hậu quả là Thermas gặp ảo giác, tưởng Brenda là Teresa, hôn lấy hôn để tỉnh cơn lú. Thermas tiếc hủi hụi, sắp được húp tới nơi rồi còn tỉnh. Anyway, sau một hồi tra tấn, Marcus cũng chịu tiết lộ về vị trí của quân kháng chiến. Nghe xong, cả đội cướp xe của lão rồi lên đường. Đến một thung lũng gần đó thì bị phục kích bởi một đội nữ thanh niên xung phong. Ui, không cần nhìn tôi cũng biết là mấy chị này xinh rồi. Em tình nguyện bị trói chị ơi. Và bất ngờ chưa? Aris? Oh my god, Miss Sunday. Thì ra đây là mấy chị gái ở cùng mê cùng với Aris số hưởng. May vờ lờ. Thế là Thermas cùng các homie được đi ké xe tới chỗ của The Right Arm. Khác với tưởng tượng ban đầu, quân kháng chiến có căn cứ đẹp không thua cái chợ là mấy. Ông này là Vince, thấy Brenda bị nhiễm bệnh, thủ lĩnh của The Right Arm tí thì bắn bỏ mẹ cô. Nhưng đúng lúc này, hào quang nhân vật chính lại tỏa sáng. Thermas lại gặp người quen là bà Mary Cooper, đồng nghiệp cũ của anh tại Wicked. Bà là người hiểu Tom hơn ai hết về việc Tom từng làm nội gián thế nào, cung cấp toàn bộ thông tin mật của Wicked cho quân kháng chiến ra sao. Cơ mà đấy là qua lời kể của bà Mary, chứ Tom thì có nhớ cái mẹ gì đó. Sau đó, Thermas được dẫn vào để lấy máu vì bà Mary tin rằng máu của anh có thể dùng để chữa trị cho Brenda. Teresa thì đứng ngoài nhìn, trông mặt rõ ràng là đang toan tính điều gì đó. Quả nhiên, Teresa đã âm thầm bóp rã cả đội, gọi Wicked tới tóm hết một thể cho gọn vì cô tin rằng thế hệ trẻ cần phải hy sinh để có thuốc cứu chữa cho nhân loại. Các cụ nói cấm có sai, gái đẹp toàn yêu quái rồi. Thomas chưa kịp cảnh báo mọi người thì toàn bộ căn cứ của quân kháng chiến đã bị đánh bom. Pha đánh úp mì tôm này quá đột ngột, quân kháng chiến lại chưa chuẩn bị gì để đối phó, nên dù đã rất cố gắng, cả đội đánh bất lực giơ tay chịu chói. Bà Mary thì bị Wicked bắn chết vì tội phản bội. Thomas Uwood tức nước vỡ Justin Bieber, cầm quả mìn lên toàn tự sát vì anh biết bản thân vô cùng giá trị. New, Minho và Fry, ba người bạn thân nhất của Thomas cũng chấp nhận thả chết, chứ không về làm vật thí nghiệm một lần nữa. Đang sắp sửa rút chốt thì Jorge lao xe tới, làm náo loạn hiện trường. Tom nhanh trí ném quả bom về phía quân của Wicked, khiến tất cả hoảng sợ, bỏ chạy về tàu bay. Tuy chống trả thành công, nhưng Minho lại bị Wicked bắt sống, đem về căn cứ. Và đây cũng chính là lý do mà phim sẽ có phần 3, mang tên Finding Minho, với nội dung chủ yếu sẽ xoay quanh cuộc giải cứu Minho và cuộc lật đổ tổ chức Wicked độc ác. Video recap phần 3 sẽ được lên sóng vào ngày mai, hoặc ngày mai của ngày mai. Trong phần phim trước, tưởng chừng như đã thoát khỏi mê cung tử thần, nhưng Tom và các bạn lại một lần nữa mắc bẫy của Wicked và suýt chút nữa chịu chung số phận với các nạn nhân của Hưng Cao trong bao xác. Tuy nhiên, bằng bản năng sinh tồn kiên cường và hào quang nhân vật chính, Thomas và các bạn đã đến căn cứ của quân kháng chiến một cách an toàn. Suốt cuộc tẩu thoát nguy hiểm ấy, Tom có thêm nhiều bạn mới, ví dụ như thằng em số hưởng Aris, Brenda không đen da, ông chú Jorge và mấy người này thuộc quân kháng chiến. Tưởng chừng mọi đau khổ đã chấm dứt, nhưng không, rắc rối không thể tránh khỏi của những cậu trai mới lớn, đó là quá tin tưởng vào phụ nữ. Teresa, crush của Tom, cầu hôn anh bằng một chiếc nhẫn, nhưng mà là nhẫn tâm, âm thầm chỉ điểm cho Wicked báo hại toàn bộ bạn bè của mình. Kết quả là Minho bị bắt, Wicked hả hê, đạo diễn thì sướng chảy nước vì lại có lý do để làm phần 3, và tôi lại có lý do để ra thêm một video recap. Đây là giải mã mê cung phần 3, đi tìm Minho. Mở đầu phần phim, nhóm của Tom đang đuổi theo chuyến tàu, chở hàng trăm thanh thiếu niên bị Wicked bắt giữ, trong đó có Minho. Cuộc rượt đuổi trông như nồi lẩu, pha trộn giữa Fast 9 và Mad Max Fury Road, nhưng thực ra là đã được lên kế hoạch từ trước. Cả đội chia thành hai mũi tấn công, Brenda cùng Jorge sẽ đánh lạc hướng tàu bay giám sát của kẻ địch nhằm câu giờ cho Tom, cùng với Vince, thủ lĩnh của quân kháng chiến, bám theo đoàn tàu và tìm cách giải thoát cho Minho. Tất nhiên, đội tình nhuệ của Wicked không phải tay mơ, mà là tay mơ vãi đồ má gần chục thằng.
hàng, mà bắn mãi đeo dinh nhân vật chính, để rồi bùm, quả mìn do Vince đặt vào khớp nối đã chia con tàu làm hai nửa. Trước sự ngơ ngác của mấy thằng ngu Wicked, lúc này New cùng những người khác xuất hiện ngay gần đó. Timing ảo vãi lộn, sao biết được tàu sẽ dừng ở đâu mà nấp trước. Anyway, sau khi định vị được chính xác toa tàu cần cứu, New bắt đầu hàn xì gỡ toa tàu ra khỏi đường ray. Trong một diễn biến khác, tàu bay của Wicked trong lúc đuổi theo xe của Jorge vô cùng ngu dốt rơi vào cái bẫy được giăng sẵn, cộng một tàu bay cho quân kháng chiến. Woohoo! Ngay lập tức Jorge lái phi cơ tới chỗ thơ mát để bách toa tàu đi. Lại một lần nữa, đội tình nhuệ của Wicked tỏ ra mình ngu không kém mấy thằng sao đỏ là mấy. Bắn ngu vãi đồ, nả vì vô đối. Chiếc tàu bay dễ dàng đưa toa tàu đi mà không phải nhận bất kỳ một thương vong nào. Chở tù nhân bằng máy bay là không bị cướp rồi. Kế hoạch có thể coi là hoàn hảo, cho tới khi khủi hộp Minho đéo ở trong này, thay vào đó là thằng nhóc số hưởng Aris và rất nhiều thanh niên lạ mặt khác. Điều này khiến nội bộ quân kháng chiến xảy ra mâu thuẫn. Vince muốn dừng việc trả thù lại để đưa tất cả mọi người tới một hòn đảo sống yên bình, tránh xa dịch bệnh. Thơm mát thì ngược lại, bằng mọi giá anh phải cứu Minho về. Và thế là sớm hôm sau, thơm mát quyết định một mình lao vào hàng cọp. Newton và Fraser cũng xung phong đi cùng. Anh em sống chết có nhau. Một thằng bạn chí tốt hơn trăm thằng bạn tốt. Vừa mới đi được một đoạn thì cả bà gặp ngay trở ngại đầu tiên là những hỏa thi trong đường hầm. Đã thế xe còn bị lật, phế vật vờ lờ. Cả bà lập tức bị tổ quay từ hai phía. Tất nhiên đạo diễn sẽ không cho nam chính chết dễ như thế. Một chiếc xe hùng hục lao đến, đó là Brenda và Jorge. Thế là cứu được à? Dễ thế à? Zombie Shopee rồi ai da. Anyway, trở ngại lớn nhất không phải mấy con zombie phế vật mà là làm thế nào để đột nhập được vào trụ sở chính của Wicked. Theo như lời kể của quân kháng chiến, trụ sở này nằm giữa thành phố cuối cùng của thế giới, có tên là Mississippi. Nó được bao vây bởi những bức tường cao như giọng hát của Chipu, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của hỏa khuẩn và thậm chí là cả con người. Chính sách này vô tình khiến những người ngoại thành vẫn nộ cả họ tội khi họ không được tiếp cận với y tế và bị bỏ mặc cho đến chết. Hòa vào dòng người đang biểu tình, Thomas bất ngờ bị Wicked phát hiện thông qua một con chip gắn sẵn đằng sau gáy. Littlefinger đã dự liệu trước được điều này, liền ra lệnh bắn bỏ mẹ thằng nhãi ranh phiền phức này đi. Bùm, chiếu, bòm, hàng loạt tên lửa, súng cối, đạn dược nhắm thẳng vào đám đông. Đang lúc bỏ chạy, cả đội bị vây bắt bởi một nhóm người lạ mặt. Cứ tưởng chuyến này đi thật xa đéo trở về nữa, nhưng bất ngờ chưa, đó chính là thanh niên mặt quạo Gali. Anh được cứu bởi một người đàn ông tên là Voldemort, một nạn nhân của hỏa khuẩn, mất mũi nhưng vẫn thích người hoa, đang thoi thóp sống qua ngày nhờ lượng thuốc ít ỏi trộm được ở đâu đó. Voldemort đồng ý giúp Tom vào thành phố, nhưng với một điều kiện, Tom phải tìm được Harry. Tìm được thuốc chữa về cho lão. Có thể Tom chưa biết thì Neil cũng đang cần thuốc. Tay run thế này là bị cắn rồi. Trong một diễn biến khác tại trụ sở của Wicked, sau khi chiết xuất được kháng thể từ não của Minho, Wicked bắt đầu thử nghiệm lên người. Bé gái sau khi được tiêm thuốc liền khỏe mạnh trở lại. Kết quả này vượt xa mong đợi của tiến sĩ Ava và Littlefinger. Đúng là thuốc lấy từ não của người châu Á có khác A cộng cho chất lượng. Trở lại với nhóm của Tom, bệnh tình của Neil ngày một tiến triển xấu hơn, nên kế hoạch càng phải đẩy nhanh hơn nữa. Cả đội họp bàn và đưa ra kế hoạch, đó là bắt cóc Terry Sale và sử dụng cô như một chìa khóa để vào bên trong. Ngày hôm sau, Terry Sale có một cuộc gặp riêng với Minho để cảm ơn về những hy sinh cao cả anh đã làm cho nhân loại. Cảm cảm con c***. Nói xong, Minho đè đối phương ra, kịp thời cướp lấy trâm cài tóc trước khi bị khống chế bởi nhân viên an ninh. Về mục đích của hành động này thì lát sẽ rõ. Teresa thất thần trở về phòng cấp cứu thì bất ngờ trông thấy bé gái vừa được tiêm thuốc lúc nãy lại tái phát bệnh, chứng tỏ phương thuốc cô ngày đêm nghiên cứu hoàn toàn vô dụng. Tất thểu vì tự mình làm thuốc đều, Teresa buồn bã trở về nhà. Trên đường đi, cô bất chợt bắt gặp Tom nên liền đuổi theo. Ai ngờ Tom không còn là anh của ngày hôm qua. Teresa rơi vào bẫy của những người bạn cũ và bị bách về căn cứ để tra khảo. Trước sức ép dồn dập của Gali và sự thỉnh cầu mùi mẫn của Tom, cuối cùng thì cô cũng chấp nhận giúp. Nhưng trước tiên phải lấy được con chip định vị trên cổ của Tom ra trước đã. Teresa khá bất ngờ khi thấy Brenda vẫn sống khỏe sau khi tiêm thuốc của bác sĩ Mary trong phần 2. Vậy sự khác biệt giữa thuốc của cô và bác sĩ Mary là gì? Chính là máu của Thomas. Teresa nhanh tay chụp lấy chiếc khăn có dính máu của Tom đem về nghiên cứu. Cơ mà chuyện đó để sau, vì kế hoạch đã chính thức bắt đầu. Thomas, New và Gali trà trộn thành nhân viên an ninh đi cùng Teresa để cộng 10 điểm uy tín. Được sự hỗ trợ từ bên ngoài, cả nhóm dễ dàng bẻ khóa hệ thống an ninh và đột nhập vào hầm giam giữ. Giải cứu gần 30 thanh thiếu niên, Gali sẽ chịu trách nhiệm đưa những người này xuống tầng hầm, nơi xe buýt của Brenda đang đợi sẵn. Ở phía ngược lại, Tom và Neil sẽ theo chân Teresa tới cứu Minho và đoàn tụ với mọi người sau. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trở ngại lớn nhất, Littlefinger đột nhiên xuất hiện, vẫn là lão già mưu mô tới từ vũ trụ GOT. Chỉ tiếp xúc trong thang máy vài chục giây ngắn ngủi, nhưng lão đã đánh hơi ra mùi của Thomas và lập tức gọi an ninh tới bắt bớ thằng danh con lão toét. May thay, Teresa tỉnh ngộ kịp thời, mở đường cho các bạn chạy trốn. Mày sinh ra để phản bội à con danh này? Littlefinger ra lệnh tăng cường an ninh lên mức cao nhất để bắt sống hai thằng quắt con. Cơ mà có vẻ Tom và Neil máu liều nhiều hơn máu não. Một thằng không giỏi bắn súng, sánh vai của một thằng sắp chết, cầm hàng nóng lao vào ổ địch. Anh em đoàn kết, lên show càn quét, cộng thêm bùa lợi nhân vật chính, Tom và Neil gần như bất tử giữa lòng địch. Minho nghe thấy tiếng gào thét của các bạn, bất thình lình tỉnh dậy, sọc, bụp.
Minho được búp sức mạnh tình bạn nên đánh hăng vờ lờ. Xong xuôi, anh nhanh chóng nhập cuộc với những homie của mình. Little Finger cùng quân lính đuổi theo. Nhưng đít mẹ tôi khuyên thật, sau vụ này ông tử còn mẹ nó trước ấy. Gần thế mà cả lũ bắn đeo dinh viên nào, đeo hiểu chán vãi lùng thế. Mà thôi, tạm bỏ qua mấy thằng ngu cầm súng bị dồn vào đường cùng. Nhóm của Tom quyết định nhảy lầu vì bên dưới đạo diễn đã sắp xếp sẵn một bể nước. Cả ba nhảy xuống đều không một vết thương tích. Ấy thế mà mấy thằng lính tinh nhuệ này đếch dám nhảy, bảo ngu lại tự ái. Trong lúc cả ba đoàn tụ với Gali thì toàn bộ người dân bên ngoài thành phố nổi dậy đấu tranh, mở bát bằng phà đánh bom liều chết của Voldemort, phá vỡ bức tường khổng lồ, mở đường cho cuộc tấn công, lật đổ ách thống trị của tầng lớp thượng đẳng. Cùng lúc, vết thương của Newt bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Nếu không sớm được chữa trị thì khả năng cao là Newt sẽ tèo sớm. Vấn đề là thuốc ở đâu? Brenda có giữ một chút, nhưng vì đang ở ngoài thành phố nên chắc chắn sẽ không tới kịp. Đúng lúc này, tại phòng nghiên cứu của Wicked, Teresa phân tích mẫu tiết canh của Tom và bàng hoàng phát hiện máu của anh có chứa siêu kháng thể, có khả năng tận diệt hỏa khuẩn. Vừa đúng là hào quang nhân vật chính. Anyway, Teresa liền phát loa thông báo, nói Tom hãy đưa Newt tới phòng nghiên cứu để lấy thuốc chữa trị. Thế nhưng, cuộc bạo loạn diễn ra quá ác liệt, vô tình làm chậm chân Tom, đồng thời tăng tốc quá trình phá hủy não bộ của Newt. Anh dần bị con virus điều khiển. Và thế là hết. Newt biến thành hỏa thi, nhưng Tom không nỡ tay giết bạn mình, nên trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, Newt đã tự sát bằng một nhát dao chí tử vào lồng ngực. Cộng một respect dành cho Newt. Tom tuyệt vọng rồi quyết định lao vào sống mãi với Wicked, giơ súng định bắn tiến sĩ Ava, nhưng trong thoáng chốc lòng Tom mềm như bún và bom. Littlefinger bắn một viên đạn khô khốc kết liễu cuộc đời bà tiến sĩ, rồi cắm thuốc mê vào cổ Tom khiến anh ngất còn mẹ nó luôn. Tỉnh dậy, Tom thấy mình đang bị lấy máu, hóa ra Littlefinger đã bị nhiễm khuẩn và cần gấp một liều thuốc được chiết xuất từ máu của Tom. Bất ngờ từ đằng sau, bong, Teresa choảng cho Littlefinger tí xỉu dần mão, nhưng lão già này dai như táo, mãi đeo chết, biết mình không thể đánh lại thằng già này. Tom phá cửa phòng giam hỏa thi cạnh đó, giải thoát cho đám zombie. Ngay lập tức, chúng lao vào Hickey kín người thằng già độc ác. Tranh thủ lúc này, cả hai dìu nhau lên sân thượng vì tòa nhà đang cháy dữ dội, không thể nào xuống dưới nữa. Trong giây phút tưởng chừng sẽ phải bỏ mạng tại đây, hai người trao nhau nụ hôn cháy bỏng theo đúng nghĩa đen, rồi ôm nhau chờ chết. May thay, tàu bay của cả đội tới kịp. Thomas vì đang bị thương nên được kéo lên tàu trước. Đến lượt Teresa thì tòa nhà bất ngờ đổ sập, nhấn chìm cô xuống biển lửa. Thomas sững sờ rồi ngất con mẹ nó luôn. Tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trên một hòn đảo cùng với những người bạn và fan của Astralis. Tất cả đang xây dựng lại một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, và nếu không có gì thay đổi thì những con người này sẽ trở thành tổ tiên của thế hệ loài người kế tiếp. Và nếu không có gì thay đổi thì ngày mai The Reviewer vẫn sẽ ra video vào 11 giờ trưa. Đừng quên subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, tôi là Quán Quại. Xin chào và hẹn gặp lại.